người Indonesia khó hiểu diện tích Indo lớn gấp 6 lần Việt Nam mà sao trồng lúa lại luôn kém cỏi hơn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, Việt Nam nổi lên là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu thế giới. Không chỉ phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, mà nông nghiệp cũng ngày càng phát triển mạnh với những cải tiến công nghệ tiên tiến, đạt năng suất và chất lượng cao, đặc biệt là sản xuất lúa gạo. Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu gạo đứng top đầu thế giới và là quốc gia sở hữu giống gạo ngon nhất thế giới. Chính vì những điều trên khiến Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng quốc tế và Indonesia cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, lướt mạng xã hội YouTube, mình thấy có vài video của một kênh truyền thông Indonesia chia sẻ về nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công nghệ trồng lúa hiện đại ngày càng vượt trội của Việt Nam. Các video nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng nước này và người Indonesia cũng đã chia sẻ rất thật lòng về Việt Nam và những yếu kém của họ so với chúng ta. Vậy cụ thể thì kênh truyền thông này đã chia sẻ điều gì và người Indonesia đã nói gì với chúng ta? Hãy cùng với Việt Nam Prosperity tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, kênh truyền thông mà mình nhắc đến ở trên có tên tiếng Việt là Doanh nhân Nông nghiệp Trẻ. Kênh này đã đăng tải một video có tiêu đề Sự đổi mới đầy cảm hứng ở các làng nông nghiệp ở Việt Nam. Video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút một lượng quan tâm khổng lồ với gần 1 triệu lượt xem và hơn 1.000 lượt bình luận. Sau đây, mình xin dịch lại video này cho mọi người cùng nghe nhé! Chào các bạn! Nông nghiệp ở Việt Nam là một trong những nền nông nghiệp tốt nhất thế giới hiện nay. Quốc gia này với diện tích chỉ bằng 1/6 Indonesia vẫn tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp và biến nghề nông trở thành một trong những ngành kinh tế chính của đất nước này. Những đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam đã giúp quốc gia cộng sản này có thể sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi chất lượng tốt nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu của nhiều nước như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Đông Á và thậm chí cả Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Sự thành công của ngành nông nghiệp có thể đưa đất nước thoát khỏi nghịch cảnh do chiến tranh kéo dài trong quá khứ và họ chắc chắn có những bí quyết cần học hỏi. Và bạn biết không, một trong những bí quyết phát triển nông nghiệp ở Việt Nam là tầm nhìn lớn của chính phủ trong việc nâng cao chất lượng và năng suất nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Trong số những đổi mới sáng chói trong nông nghiệp ở Việt Nam, điều thú vị đáng chú ý là đổi mới ở các làng nông nghiệp bền vững. Đúng, không phải chỉ tập trung phát triển thành thị, mà Việt Nam đang tập trung vào đổi mới nông thôn. Họ gọi đây là mô hình nông thôn mới, giúp đưa khoa học kỹ thuật về làng, giúp những mảnh ruộng có thể thích ứng với khí hậu, tăng năng suất và mang lại lợi ích to lớn cho nông dân trong làng. Thậm chí, còn có những ngôi làng đặc biệt hơn áp dụng ở các tỉnh Hà Nam và Yên Bái. Ở đó nhiều nông dân được trả bảo hiểm nếu cây lúa của họ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Nông dân ở Việt Nam được quan tâm dù có tình huống nào xảy ra thì hầu như họ đều được nhà nước động viên và bảo vệ. Đây là điều mà Indonesia rất ao ước. Trên đây là tất cả những ý chính mà kênh truyền thông Indonesia đã đề cập trong video. Nhìn chung thì họ có hiểu biết khá sâu rộng về những cải cách nông nghiệp và đổi mới nông thôn ở Việt Nam. Nhưng những bí mật thực sự phải được tiết lộ trong video thứ hai này. Video với tiêu đề Công nghệ trồng lúa hiện đại của Việt Nam ngày càng vượt trội. Bây giờ hãy cùng nghe xem video thứ hai này có gì nhé. Tại sao Việt Nam từ nạn đói có thể vượt mặt Thái Lan và Ấn Độ để đứng đầu khi nhắc về lúa gạo? Hãy cùng tìm hiểu và ghi chép để ứng dụng khi cần. Đầu tiên, Việt Nam đã tạo ra các giống hạt ưu tiên. Trên các trang web tiếng Việt nổi tiếng, Việt Nam đã đầu tư nguồn vốn lớn để nghiên cứu hạt giống và sản xuất hạt giống lúa lai. Việt Nam có những phù thủy chuyên lai tạo giống lúa giỏi nhất thế giới, đó là những bộ óc thiên tài. Ngoài ra, ngày nay, chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích việc áp dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào trồng lúa. Đây cũng là một bí mật thành công của sản xuất lúa gạo Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cơ giới hóa trồng lúa ở Việt Nam đã tăng lên vượt bậc so với 20 năm trước. Năm 2019, số lượng máy kéo khắp cả nước tăng 90% so với năm 2009, máy gặt đập liên hợp tăng 79%, lò sấy tăng cường tăng 29%. Đáng chú ý, nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu, trong đó đến năm 2030, mức độ cơ giới hóa ở tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp sẽ đạt 80% lên tới 100%. Indonesia cũng cơ giới hóa và ứng dụng 4.0 nhưng tất cả không hiệu quả, đó là vì chúng ta chưa làm triệt để như Việt Nam. Đó là những tiết lộ đến từ kênh Doanh nhân Nông nghiệp Trẻ do người Indonesia đăng tải từ đất nước Indonesia. Rất nhiều người cũng cảm thấy tò mò và khá thích thú khi được lắng nghe cách mà Việt Nam làm nông nghiệp. Bằng chứng là video nói trên đã nhận về rất nhiều những bình phẩm khác nhau của netizen xứ vạn đảo.
Sau đây hãy cùng mình tổng hợp lại những dòng bình luận của khán giả Indonesia bên dưới hai video trên để xem họ đang bàn luận và ca thán những điều gì nhé. Đây là một đất nước điên rồ nhất mà tôi từng thấy, từ một quốc gia có số lượng bom mìn còn nhiều hơn số lượng người. Giờ đây họ lại vươn mình thành quốc gia phát triển mạnh nhất. Thực sự gạo ST25 của họ rất ngon, đó chính là minh chứng cho thấy sự đầu tư bài bản và tuyệt vời từ đất nước này. Người dân Việt Nam rất ngoan ngoãn, có tổ chức xã hội, siêng năng và được hỗ trợ bởi hệ thống khoa học tốt từ chính phủ. Họ cũng đang sở hữu những bộ óc tốt nhất thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Indonesia cần xem đó là tấm gương của mình. Cảm ơn bạn đã mổ xẻ sự thành công của nông nghiệp Việt Nam. Hy vọng chúng ta có thể thực hành được những gì mình có thể làm. Sự nhiệt tình của những người nông dân Indonesia đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Việt Nam đáng để học hỏi. Quả thực Việt Nam và Thái Lan là hai nước mạnh nhất ASEAN và thậm chí là cả thế giới. Hỗ trợ của chính phủ rất tối ưu. Như chúng tôi được biết, chính phủ Indonesia hầu như năm nào cũng nhập khẩu gạo từ hai nước này. Mặc dù chúng ta có diện tích đất đai rộng lớn, nhưng đó chỉ là con số. Việt Nam thật phi thường, sự hỗ trợ của chính phủ cho nông dân từ thượng nguồn đến hạ nguồn đưa Việt Nam trở thành nước phát triển về nông nghiệp. Nước ta là nước nông nghiệp nên tập trung phát triển nông nghiệp. Đừng chỉ giỏi nhập hàng và nhập hàng, người trồng bớt có khóc thì vẫn nhập ớt. Hãy nghĩ đến việc xuất khẩu để nông dân được thịnh vượng. Ngoài tầm nhìn xa của các nhà lãnh đạo và người dân, Việt Nam đã nêu gương tốt, đặc biệt đối với Indonesia. Muốn noi gương Việt Nam thì trước hết phải diệt trừ tham nhũng, thông qua công nghệ, văn hóa, giáo dục và tôn giáo, chúc may mắn. Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nay đang vươn lên và phát triển thành một đất nước phát triển và thịnh vượng. Bí quyết nằm ở tinh thần không mệt mỏi để trở thành một đất nước thịnh vượng như Indonesia của người dân nước họ. Thứ tinh thần dân tộc của đất nước này là điều mà mọi quốc gia khác đều ao ước. Việt Nam năm 1975 vẫn đang bận rộn giả phá bom mìn, lựu đạn, súng cối còn sót lại từ chiến tranh Việt Nam. 15 năm trước, Việt Nam tự chủ được lương thực, gạo, đồng thời xuất khẩu gạo. Việc Indonesia học hỏi ở Việt Nam không có gì sai cả. Chỉ có ở Indonesia, chúng ta mới thường nghe và bị ru ngủ bởi câu đất nước chúng tôi giàu, nhưng thực tế không có một nông dân nào giàu có, tất cả đều đồng nghĩa với nghèo đói, chỉ có người giàu là người trung gian. Vì vậy GDP cũng chỉ là một con số, nó không đánh giá hết bản chất thực sự của nền kinh tế chúng ta. Thật xấu hổ khi nông dân ở Indonesia không được tôn trọng, nông dân ở Indonesia thường bị coi là thấp kém vì cuộc sống của họ rất khó khăn. Mong chính phủ quan tâm đến nông dân, đừng chỉ tập trung phát triển thành thị, hãy học cách phát triển đồng đều của Việt Nam. Hoan hô tinh thần yêu nước cao đẹp của nhân dân Việt Nam với tư cách là một dân tộc từng bị đế quốc Mỹ áp bức, bị làm nhục, bị tấn công. Bây giờ nhân dân Việt Nam dũng cảm chứng minh họ giỏi thế nào, họ đã có thể phát triển đất nước mình thông qua hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp để có thể tự chủ về gạo và thậm chí xuất khẩu sang các nước khác như hiện nay. Điều đó khiến tôi cảm động đến mức bật khóc. Đó là những dòng bình luận tiêu biểu nhất mà mình đã tổng hợp được bên dưới hai video. Khi nghe xong thì mình chắc rằng ai là người Việt cũng sẽ nở mũi tự hào trước bạn bè quốc tế khi Việt Nam được nhắc đến như một hình mẫu trong nông nghiệp sản xuất lúa. Và đúng như một số người Indo đã nhận xét, GDP chỉ là con số và nó không phản ánh hết tất cả nền kinh tế của một quốc gia. Với cách làm như hiện nay của Việt Nam thì quả thật nông thôn sẽ không bị bỏ lại phía sau. Và mọi người dân đều nhận được lợi ích từ chính phủ, có như vậy Việt Nam mới ngày càng đoàn kết và phát triển. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.